Con trụ Phi Nhung để lộ tình trạng bất ổn tâm lý hậu mẹ qua đời. Wendy Phạm, con gái ruột Phi Nhung bất ngờ đăng tải dòng trạng thái để lộ sự bất ổn, gọi mẹ trong vô thức. Hơn một tháng kể từ ngày Phi Nhung ra đi mãi mãi, con gái Wendy Phạm dù mạnh mẽ đến mấy cũng không giữ được bình tĩnh vì nhớ mẹ. Mới đây, Wendy đã đăng tải dòng trạng thái bày tỏ nỗi nhớ mẹ dai dứt, khiến dân tình xót xa. Trong bài, Wendy tâm sự: "Mẹ ơi, mẹ đi hát ở đâu vậy? Mẹ có mệt không? Chừng nào mẹ về, con nhớ mẹ nhiều." Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng khán giả cũng hiểu được con gái nhớ Phi Nhung nhiều đến như nào. Suốt từ khi tang lễ của Phi Nhung diễn ra, Wendy ít khóc. Không phải vì không thương mẹ mà bởi đó là cách Phi Nhung giáo dục con. Cố ca sĩ luôn dặn con gái phải mạnh mẽ, không được khóc. Mọi mệt mỏi, đau khổ để mẹ gánh chịu. Nghe lời mẹ, Wendy dường như rất ít rơi nước mắt. Thế nhưng cứ mỗi về đêm ngắm ảnh mẹ, Wendy lại oà khóc nức nở. Mấy ngày nào hai mẹ con cùng vui vẻ bên nhau, nay Phi Nhung đã mãi xa. Với Wendy, việc xa mẹ đã thành thói quen, nhưng lần này cố ca sĩ đi hát xa quá và không có ngày trở lại. Dưới phần bình luận, rất nhiều người đã nhắn gửi lời động viên tới Wendy Phạm. Mong cô sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này hơn mọi lý do. Việc mất đi người thân duy nhất là điều khó có thể thích nghi được. May mắn hay, giờ đây Wendy cũng đã có gia đình, có chồng yêu thương và có hai đứa trẻ ở bên cạnh.